Chào quý thính giả, chúng tôi là Đỗ Hiếu, người giới thiệu chương trình Trang sử Việt Nam Quốc dân đảng. Lịch sử đấu tranh cận đại 1927-1954, Việt Nam Quốc dân đảng do Việt dân Hoàng Văn Đào biên khảo. Đây là chương trình phát thanh hàng tuần trên YouTube, Facebook vào lúc 7 giờ sáng Chủ nhật giờ khoa trình đấu. Kính thưa quý vị, đến với chương trình hôm nay, ngày Chủ nhật 11 tháng 7 năm 2021 gồm có chương 5 và chương 6, thiền thứ nhất. Để mở đầu chương trình hôm nay, Đỗ Hiếu kính mời quý vị theo dõi chương 5, thi hành kỷ luật đảng qua giọng đọc của Thanh Trà. Thi hành kỷ luật đảng, thi hành bản án Bùi Tiên Mai. Tổng bộ kỳ thứ nhất mãn nhiệm kỳ, Bùi Tiên Mai được tỉnh đảng bộ tỉnh Thái Bình cử lên thay thế cụ Đặng Đình Điền vì tuổi già sức yếu. Ngày 17 tháng 2 năm 1929, Bùi Tiên Mai bị sở mật thám bắt từ tỉnh Thái Bình giải lên Hà Nội. Bị mật thám lung lạc, Bùi Tiên Mai đã quên lời thề trước bàn thờ Tổ quốc, trước mặt các đồng chí, đã cung cấp đầy đủ những tài liệu quan trọng cùng những danh tánh các trung ủy tham dự tổng bộ suốt mấy kỳ liền. Hơn nữa, Bùi Tiên Mai đã dám công khai ra nhận diện và đối chứng với những đồng chí mà Bùi Tiên Mai đã khai ra trước hội đồng đề hình. Trong khi tất cả các đồng chí bị nhốt trong xà lim hoặc trại giam, thì Bùi Tiên Mai được ưu đãi nằm một phòng riêng trên lầu, nằm giường lò xo có đệm êm ấm và màn twin, ăn cơm Pháp. Để đền đáp công lao một kẻ phản đảng, sẵn sàng làm tôi tớ cho thực, phong. Sau ngày hội đồng đề hình xử xong vụ án Việt Nam Quốc dân đảng, Bùi Tiên Mai được chính quyền thực dân cho phục chức, thừa phái phục vụ tại văn phòng Tổng đốc Vi Văn Định, tỉnh Thái Bình, với một số tiền thưởng. Sau khi điều tra, thu thập đầy đủ bằng chứng, Tòa án Cách mạng Tối cao Việt Nam Quốc dân đảng họp phiên đặc biệt do Nguyễn Khắc Nhu chủ tọa, kết án tử hình tên phản đảng Bùi Tiên Mai. Bản án được giao cho ban ám sát thi hành. Đoàn viên trong ban ám sát là Trịnh Tam Tỉnh, một học sinh 21 tuổi, nhà ở gần ga Cống Vọng, ngoại thành Hà Nội, được giao phó công tác đi giết Bùi Tiên Mai. Sau khi giao bản án cùng bức địa đồ có đánh dấu nơi nhà ở của Mai và khẩu súng lục với 12 viên đạn
cho Trịnh Tam Tỉnh. Lương Ngọc Tốn, trưởng ban ám sát, còn ân cần dặn dò thêm. Nên thi hành vào khoảng 17 hoặc 18 giờ, nghĩa là sau khi nó làm việc ở dinh tổng đốc về nhà, thì giờ ấy ít người qua lại. Nhận được mệnh lệnh, Tỉnh liền thu xếp việc nhà để kịp sớm ngày hôm sau đắp tàu thủy đi Nam Định, ghé bến Tân Đệ đi Thái Bình để thi hành nhiệm vụ. Bước chân xuống tàu thủy cập bến Hà Nội, tình cờ Tỉnh gặp Phạm Huấn, một bạn đồng học và cũng là một đoàn viên trong đảng, cùng xuôi chuyến tàu thủy ấy. Đôi bạn trẻ tay bắt mặt mừng, sau một hồi tâm sự, Huấn tỏ ý muốn xin cùng được đi theo để phụ lực. Được Tỉnh đồng ý. Xế chiều ngày 15 tháng 3 1929, tàu thủy cập bến Tân Đệ, mà đường đến Tỉnh lỵ Thái Bình còn cách xa. Ngủ đêm trong thành phố e xảy ra nhiều điều bất lợi. Tỉnh rủ Huấn vào chơi nhà một đồng chí ở làng Bùng, gần bến đò Tân Đệ, để qua một đêm. Hôm ấy là ngày 3 tháng 8 1929. Đến nhà đồng chí trời còn hơi sớm. Trong giờ phút đợi bàn sửa soạn bữa cơm, Tỉnh và Huấn sánh vai nhau đi dạo chơi trên con đê Bùng. Khi đi đến lối rẽ gần làng Thanh Bang, Tỉnh mót đi đại tiện, bèn rút khẩu súng lục giấu kín trong người đưa Huấn giữ hộ, rồi xuống chân đê làm việc cần. Vừa bước chân xuống khỏi mặt đê, nghe thấy tiếng súng nổ, Tỉnh hốt hoảng vội chạy lên, đã thấy Huấn ngã gục, hai tay ôm bụng, máu chảy đầm đìa. Tỉnh ôm lấy bạn và nói, thôi tôi đã giết chết anh rồi, mà đại sự cũng hỏng nốt. Trường hợp này thế tất người ta sẽ cho tôi là kẻ sát nhân. Huấn hai tay đỡ ngực bảo Tỉnh, thôi đại sự đã lỡ, chúng ta đều là kẻ có tội với đảng. Dầu có hối cũng không kịp nữa, nhưng anh hãy bình tĩnh, đi gọi ngay xe kéo tới đây, kiếp đưa tôi đến huyện lỵ sở tại này. Để tôi kịp cung khai gỡ tội cho anh, đừng lo sợ vô ích. Trời mỗi lúc một tối dần, kiếm đâu ra được xe kéo ở quãng đường hẻo lánh ấy. Chỉ gặp có một bác nông phu vác cuốc đi qua. Tỉnh móc túi lấy ra 2 hào, nhờ bác nông phu đi kêu xe giùm. Trời đổ tối sẫm, xe chẳng thấy, chỉ thấy chiếc dịch cùng tuần tráng từ trong làng xóm đốt đuốc vác gậy, thổi tù và in ỏi kéo tới. Thấy quần áo Tỉnh dính đầy máu, cho ngay là kẻ sát nhân, không cần hỏi han gì. Hồ trói Tỉnh lại, đánh đập một hồi, rồi lập biên bản. Phạm Huấn khai, tôi vì buồn phiền về hoàn cảnh gia đình, nên quyết chí quyên sinh. Anh này đối với tôi chỉ là người khách đi qua đường, không liên hệ gì với tôi cả. Khi đi qua quãng đường này, thấy tôi tự tử, vội chạy lại giằng súng để ngăn tôi. Vì vậy nên quần áo anh ta bị vấy máu, thật sự là tôi bắn tôi. Vậy yêu cầu các ông thả ngay anh ta ra. Biên bản lập xong, chiếc dịch sai tuần tráng cán Huấn và áp giải Tỉnh lên huyện nha thư trì. Bởi vết thương quá nặng, đi được một quãng đường thì Phạm Huấn tắt thở, yên giấc ngủ ngàn năm. Từ huyện nha thư trì, Tỉnh cùng thi hài Phạm Huấn được chuyển đến Tỉnh đường tỉnh Thái Bình. Theo sự khám xét của nhà hữu trách, giữa Huấn với Tỉnh tất có sự liên quan. Vì tự tử mà bắn súng vào cạnh sườn là cả một chuyện tối ư vô lý. Tình nghi là một vụ án chính trị quan trọng. Từ Thái Bình, Trịnh Tam Tỉnh bị giải về mật thám Hà Nội, bị tra tấn một cách vô cùng tàn nhẫn dã man. Tỉnh vẫn giữ lời khai quanh co như ở Thái Bình, nhất định không chịu cung khai sự thật. Bỗng một bức thư nạc danh gửi đến sở mật thám, tố cáo Trịnh Tam Tỉnh là đoàn viên trong ban ám sát của Việt Nam Quốc Dân Đảng, thừa lệnh đảng này đến Tân Đệ để mưu sát toàn quyền Pasquier. Thời gian ấy quả thực Pasquier có đi kinh lý Nam Định, Thái Bình, vì vậy Trịnh Tam Tỉnh lại càng bị tra tấn dã man thêm. Đồng chí của Trịnh Tam Tỉnh ở làng Bùng cũng bị bắt giam ở sở mật thám Hà Nội, cũng bị tra tấn đến cực hình nên đã phải cung khai hết tất cả sự thật. Xét thấy đủ tàn chứng, Tỉnh đành phải thú nhận. Thừa lệnh của đảng trưởng Nguyễn Thái Học và trưởng ban ám sát là Nguyễn Văn Xuyến
phái Tĩnh đi Thái Bình để hạ sát tên phản đảng là Bùi Tiên Mai. Nhưng sự thật, Nguyễn Văn Xuyến chỉ là cái tên tưởng tượng mà Trịnh Tâm Tĩnh bịa ra mà thôi. Hồ sơ lập xong, Trịnh Tâm Tĩnh bị giải về tỉnh Thái Bình để thuộc quyền tòa án đệ nhị cấp tỉnh ấy xét xử. Ngày 22 tháng 10, 1929, tòa án đệ nhị cấp tỉnh Thái Bình đã kết án Trịnh Tâm Tĩnh 10 năm cấm cố, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Văn Xuyến, khuyết tịch, khổ sai chung thân. Cơ quan thanh giám bị khám phá. Nguyên từ hồi tháng 6 năm 1929, Sở Mật Thám bắt được một thanh niên đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng là Nguyễn Văn Kinh. Sau khi tra tấn, Price được biết rõ Nguyễn Văn Kinh là liên lạc viên của Nguyễn Thái Học. Tường kế tụ kế, Price lợi dụng ngay Kinh, từ đe dọa đến dỗ dành, đem danh lợi ra hứa hẹn, khiến cho Nguyễn Văn Kinh, một thanh niên mới 20 tuổi đầu, việc đời chưa từng trải, bị Price, một lão cáo già lão luyện mua chuộc. Nguyễn Văn Kinh đã tố cáo hết những nơi mà Nguyễn Thái Học thường hay lui tới. Bởi vậy, ngày 13 tháng 7, Sở Mật Thám phái thám tử đến khám xét nhà Phó Lý Dương Quang ở Bắc Ninh. Ngày 18, nhà Quảng Khê cũng ở Bắc Ninh. Trên đường trở về Hà Nội, Mật Thám xét nhà chị Lê Thị Thăng, vợ đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn ở Gia Lâm, nhưng cũng đều không tìm thấy tung tích Nguyễn Thái Học. Mặc dù chưa bắt được Nguyễn Thái Học, Price thấy Nguyễn Văn Kinh là người vẫn có thể dùng được, nên ra lệnh thả Kinh ra để làm tròn sứ mạng phản đảng. Được thả ra, Kinh trở về nhà ở Phủ Lạng Thương, nằm nghỉ ít ngày. Thấy không hoạt động gì, Price ra lệnh bắt Nguyễn Văn Kinh để khủng bố tinh thần, rồi huấn luyện thêm cho Kinh nghề làm gián điệp thực thụ. Sau ít ngày tạm gọi lành nghề, lại thả ra. Hồi ấy, những sự bắt bớ vào tù ra khám là một chuyện rất thường, đôi khi còn được ca tụng là đồng chí ấy đã khôn ngoan trong việc cung khai. Ngày như Phó Đức Chính, Phan Xuân Đài bị hội đồng đề hình bắt vào rồi lại thả ra đến mấy lần. Nguyễn Thái Học khi ấy mới từ làng Võng La trở về nhà một lão đồng chí là Nguyễn Tiến Nguyên ở làng Liễu Ngạn thuộc tỉnh Bắc Ninh. Nguyễn Văn Kinh hỏi thăm các đồng chí được biết Nguyễn Thái Học hiện có mặt ở Liễu Ngạn, liền tìm đến thuật lại chuyện mình bị bắt giam đến hai lần. Nguyễn Thái Học chẳng những không nghi ngờ, lại còn khen là một đồng chí gan dạ. Và từ đấy, Nguyễn Văn Kinh lại được theo bên cạnh Nguyễn Thái Học. Ngày 27 tháng 8, mật thám đến vây khám xét nhà cụ Nguyễn Tiến Nguyên. Nhưng Nguyễn Thái Học vừa đi ra khỏi, Nguyễn Tiến Nguyên bị mật thám bắt giam. Kế đến, cơ quan trọng yếu của đảng ở số 9, phố Thanh Giám, Hà Nội, cũng bị Sở Mật Thám bắt việc huy động một số đông đảo thám tử đến bổ vây khám xét. Nguyễn Thái Học, Nguyễn Khắc Nhu, Nguyễn Thị Giang và mấy cán bộ vì công tác khẩn cấp đã đi Na Sầm từ buổi chiều hôm trước. Nhưng Mật Thám đã bắt được mấy cán bộ quan trọng: Nguyễn Văn Viên, Nguyễn Văn Viễn, Phó Đức Chính và Giáo Lai, cùng một số tài liệu quan trọng với số bạc là 650 đồng. Chị Nguyễn Thị Thuyết, một nữ cán bộ, không rõ cơ quan đảng bị lộ, nên ngay buổi chiều hôm ấy, chị Thuyết còn tìm đến, bị mật thám còn đứng rình ở phía ngoài tóm được. Khám thấy trong chiếc cặp da của chị có 3 khẩu súng lục, một số đạn và một số tiền hơn 100 đồng. Nguyễn Văn Viên hy sinh. Theo báo cáo của Nguyễn Văn Kinh, thì thủ phạm ám sát Bazin chính là Nguyễn Văn Viên. Nên khi bắt được anh Nguyễn Văn Viên, tin tức được thực dân loan ra, giới thực dân Pháp hết sức hoan hỷ. Trước phòng dự thẩm, Nguyễn Văn Viên nhìn nhận rằng chính anh là đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng và chính anh đã cầm súng bắn chết Bazin. Nhưng còn tòng phạm là ai? Anh nhất định không chịu cung khai. Để tránh sự liên lạc thông tin giữa xà lim này với xà lim khác và được chắc chắn hơn, Viên dự thẩm tòa án ra lệnh giam Nguyễn Văn Viên vào khu xà lim dành riêng cho phạm nhân Pháp. Tương đối, khu xà lim này không có lính gác đi rõ, lại không có cùm, nên Nguyễn Văn Viên thừa cơ hội xé chiếc áo sơ mi xoắn lại thành dây, thắt cổ tự tử ngay đêm hôm ấy,
để giữ hoàn toàn bí mật cho đảng. Sáng hôm sau, viên dự thẩm cho đưa Leon San đến trước một tử thi treo lủng lẳng nơi cửa sổ ở xà lim giam riêng phạm nhân Pháp, chỉ tay vào cái xác cởi trần, ốm nhom và khắp mình mẩy tím bầm vì máu bị ứ đọng lại. Hỏi Leon San, anh có nhận ra người này là ai không? Tôi không hề biết người này. Leon San đáp, anh có quen ai là Nguyễn Văn Viên không? Tôi không quen ai có cái tên ấy. Cuối tháng 8 năm 1930, Leon San được đưa ra xét xử trước phiên tòa án đại hình. Trạng sư Bordax bên vực cho bị can đã cãi rằng Leon San là một thanh niên cuồng vọng, đã đọc nhiều sách của Nietzsche, nên trong một lúc bồng bột đã nhận bừa toan gỡ tội cho hai người khác mà bị can có lẽ mến phục cử chỉ. Leon San được tòa tha bổng, kết thúc vụ ám sát Bazin. Cái chết của tráng sĩ Nguyễn Văn Viên đã cứu chết hai đồng chí, Nguyễn Văn Lân, Nguyễn Đức Lung, tức Ký Cao. Nhưng kết cục Lân và Lung cũng bị Pháp bắt đẩy ra Côn Đảo. Bị cáo là đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng. Đến chiều ngày 16 tháng 9, Sở Mật Thám lại phái thám tử đến vây khám nhà Nguyễn Tấn Lộc ở làng Cổ Pháp. Nhưng Nguyễn Thái Học cùng Nguyễn Tấn Lộc đã vì công tác khẩn cấp phải ra đi từ chiều bữa trước rồi. Xử tử Nguyễn Văn Kinh. Sau những vụ khám xét và bắt bớ trên đây, ban mật vụ của đảng tức thời mở cuộc điều tra, được biết chắc chắn không phải kẻ nào xa lạ, mà chính là Nguyễn Văn Kinh. Tòa án cách mạng tối cao của đảng được thành lập ngay, tuyên án xử tử Nguyễn Văn Kinh, bản án giao cho Ký Con chịu trách nhiệm thi hành. Để rèn luyện cho một đồng chí mới, có tinh thần mạo hiểm và hy sinh, Ký Con bảo ngay Nguyễn Văn Kinh về phủ Lạng Thương tìm Trần Đức Trinh, tức Trinh Con, một học sinh mới 18 tuổi. Được Ký Con gọi, Trinh tức tốc theo Kinh về Hà Nội. Để Kinh đi khỏi, Ký Con vỗ vai Trinh, bảo, thằng Kinh nó phản đảng rồi, anh cầm con dao này đợi đến chiều tối, anh hãy đến nơi nó ở và bảo nó rằng, tôi mời nó đi hát tối nay. Rồi anh cùng nó lên vườn Bách Thảo, tìm tới ghế đá trước chuồng voi đợi tôi. Anh nhớ là khi thấy tôi đã bắn nó ngã gục xuống rồi, thì anh cầm con dao này đâm thật mạnh vào cổ nó, nhưng phải nhớ lấy giấy mà lót vào chui dao. Đợi đúng giờ, Trinh đến tìm Kinh, nghe thấy Ký Con mời đi hát, Kinh mừng quýnh, vội thay quần áo rồi cùng Trinh phóng xe đạp, sánh vai nhau tiến lên vườn Bách Thảo, tìm đúng chỗ Ký Con dặn ngồi chờ. Thình lình từ phía Digger Pario, sau phía chuồng voi, Ký Con tiến đến, rút súng lục chĩa bắn vào đầu Nguyễn Văn Kinh, Kinh ngã gục chết liền. Trinh hoảng hốt cầm dao đâm, nhưng không đâm vào cổ mà lại đâm vào cạnh sườn Kinh, rồi bỏ chạy, không kịp nhặt mảnh giấy lót chui dao. Trái lại, Ký Con lạnh lùng thản nhiên rút cái ví ở túi áo trong của Kinh ra, đặt vào đấy một mảnh giấy, một bản án vỏn vẹn có bốn chữ, không giữ lời thề. Rồi lại bỏ chiếc ví vào túi áo trong giả Kinh, ung dung nhảy lên con ngựa sắt đi thẳng. Hôm ấy là ngày 6 tháng 10 năm 1929. Sở Mật Thám hay tin, Ambus ra lệnh bắt giữ Nguyễn Đức Lung, tức Ký Cao. Cho mãi đến khi bắt được Ký Con, Nguyễn Đức Lung mới giải được hàm oan. Thi hành bản án Nguyễn Văn Ngọc. Thi hành kỷ luật đảng. Vụ thứ ba là Nguyễn Văn Ngọc. Ngọc nguyên là nhân viên trong Ủy ban Quân sự Thành Đảng Bộ Việt Nam Quốc Dân Đảng Hải Phòng, đã mật báo cho Sở Mật Thám Pháp biết được cuộc hội nghị quân chính của đảng họp vào ngày 7 tháng 9 năm 1929 tại căn nhà gác số 96, phố Cầu Đất, thành phố Hải Phòng, khiến đa số ủy viên bị bắt. Trong số có Nguyễn Chí Chữ, Nguyễn Xuân Tùng, chỉ có mấy đồng chí chạy thoát là Phạm Văn Tình, Nguyễn Văn Chấn và Nguyễn Huy Thọ. Nguyễn Văn Ngọc cũng bị bắt, nhưng được thả liền sau đó, khiến cho các đồng chí nghi ngờ. Thành đảng bộ Hải Phòng ra lệnh theo dõi điều tra hành vi của Ngọc trước và sau vụ ấy. Thu thập đầy đủ tài liệu, được biết đích xác là Nguyễn Văn Ngọc phản đảng,
Tòa án cách mạng tối cao được triệu tập do Phạm Văn Tình chủ tọa, tuyên bố tử hình Nguyễn Văn Ngọc, kẻ đã quên lời thề, bán đồng chí và làm chậm trễ công cuộc tổng khởi nghĩa của đảng tại khu này. Bản án trao cho Trần Chí Hải là trưởng ban đặc vụ thi hành. Hải trao trách nhiệm cho một đồng chí kết thân với Ngọc, dụ Ngọc đến nhà một đồng chí ở An Dương, khu ngoại ô Hải Phòng để hạ sát. Trong khi dụ dỗ đó, cơ quan chế bom của đảng tại Lạc Viên bị vỡ, Phạm Văn Tình, Nguyễn Huy Thọ bị bắt và một số yếu nhân khác cũng bị truy nã gắt gao. Xét ra đều do tên Ngọc tố giác, rồi y trốn vào ở luôn trong nhà tên mật thám Pháp là Briard. Cách ít ngày sau, Briard vờ bắt Nguyễn Văn Ngọc đưa vào giam chung với các đồng chí trong ngục thất Hải Phòng, với mục đích để dò xét sự liên lạc giữa anh em cách mạng ở ngoài và trong tù, vì họ vẫn thường thông tin tức cho nhau qua một viên giám thị là Nguyễn Đình Ái. Thi hành kỷ luật đảng, xét thấy cơ hội tốt để hạ Ngọc, anh em mật tin cho nhau phải thi hành bản án gấp. Hôm ấy là ngày 12 tháng 5 năm 1930, vào hồi 3 giờ đêm, Nguyễn Chí Chữ, Phạm Văn Tình, Nguyễn Huy Thọ và Phạm Văn Mễ chờ cho Nguyễn Văn Ngọc ngủ say, liền lấy dây rút quần thông qua cổ Ngọc, còn Chữ và Tình đè lên người Ngọc, đấm vào đầu Ngọc. Còn Thọ và Mễ mỗi người một đầu dây kéo siết thật chặt. Nguyễn Văn Ngọc chết mà trong trại giam không một người nào hay, vì mọi người cũng đều ngủ say cả. Ra trước tòa án đại hình, Phạm Văn Tình và Nguyễn Chí Chữ đã ung dung nhận chính hai anh đã giết tên phản đảng Nguyễn Văn Ngọc. Tòa án đại hình đã kết án tử hình hai anh Phạm Văn Tình, Nguyễn Chí Chữ và đã lên máy chém thực dân tại trước cổng ngục thất Hải Phòng vào đầu mùa xuân năm 1931. Tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị theo dõi chương 6, chuẩn bị tổng khởi nghĩa. Chuẩn bị tổng khởi nghĩa. Hội nghị Đức Hiệp, trung tuần tháng 5 1929, đại biểu Đại hội Toàn quốc là được bí mật triệu tập họp tại làng Đức Hiệp, Phủ Thuận Thành, thuộc tỉnh Bắc Ninh. Trước hết, Nguyễn Thái Học thuyết trình về tu chính một số điều khoản trong bản điều lệ đảng. Theo điều lệ mới, thấy rõ sự khác biệt quan trọng với những quy luật lúc đầu chỉ có mục đích là không thay đổi. Tất cả các tổ chức đều biến đổi và ba viện hợp thành cơ quan tối cao của đảng, nay chỉ còn một cơ quan duy nhất, Tổng bộ Chiến tranh. Mỗi chi bộ không quá 10 người mà phải là những người có đầy đủ tư tưởng cách mạng. Gặp cơ hội thuận tiện, các chi bộ sẽ biến thành nhóm chiến đấu. Sau phần đại hội thông qua điều lệ mới, Nguyễn Thái Học thuyết trình tiếp. Đứng trước hoàn cảnh hiện tại của đảng chúng ta, phải lãnh đạo nhân dân làm cuộc tổng khởi nghĩa gấp rút mới được. Nếu để chậm lại theo đúng chương trình đảng đã dự liệu thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị thực dân bắt hết và sẽ chết dần chết mòn trong nhà tù. Đảng chúng ta sẽ tan, nghĩa là cuộc tổng khởi nghĩa nội trong năm nay. Vậy ngay từ bây giờ, phút này các đồng chí trong nhà binh phải chú ý đến phương pháp tấn công các địa điểm chiến lược. Các đồng chí dân sự phải chăm lo rèn giũa, gươm giáo, chế tạo bom đạn, cùng sự tập luyện võ nghệ để đợi ngày. Nguyễn Thái Học dứt lời, các đại biểu tranh luận sôi nổi. Một phái tán thành chủ trương của đảng trưởng, một phái chủ trương chưa nên khởi nghĩa vội vì lực lượng đảng còn kém, đánh tất phải bị thua. Thua tất bị thực dân khủng bố dữ dội, dân khí sẽ vì thế mà chui chột mất hàng chục năm. Phái này mệnh danh là phái trung lập hay cải tổ, do Lê Hữu Cảnh, Nguyễn Xuân Quân, Nguyễn Tiến Lữ, Lê Tiến Sự chủ trương. Đến khi giơ tay lấy biểu quyết thì phái chủ chiến đã thắng. Sự chuẩn bị cho cuộc tổng khởi nghĩa bắt đầu tiến hành một cách hăng say gấp rút. Sau cùng, tổng bộ thảo ra một bản kế hoạch tổng công kích với mấy điểm chính dưới đây. Một, đảng chi huy một cuộc tổng khởi nghĩa cùng một lúc đánh vào những đô thị lớn và những yếu điểm quân sự của Pháp quân. Hai, võ khí giết giặc phần chính là nhằm vào những võ khí cướp được của địch và những bom đạn kiếm do chính đảng tự chế tạo ra.
3. Lực lượng chính trong cuộc tổng khởi nghĩa là những binh sĩ của đảng trong hàng ngũ địch. Lực lượng phụ là toàn thể đảng viên ở ngoài binh đoàn. 4. Quân kỳ dùng trong cuộc tổng khởi nghĩa có hai màu, màu vàng và màu đỏ. Màu vàng tượng trưng cho dân tộc, màu đỏ tượng trưng cho tranh đấu, nghĩa là dân tộc nổi dậy, tranh đấu giành độc lập. 5. Quân trang, đảng mặc quần áo kaki màu vàng, đội mũ có vành lưỡi trai, đi giày cao su, tay phải đeo băng vải vàng có chữ Việt Nam Cách Mạng Quân. 6. Công tác cấp tốc là phải nỗ lực tuyên truyền sâu rộng và mạnh mẽ thêm trong giới binh sĩ Pháp ngoài binh đoàn của đảng, đồng thời lập ngay nhiều xưởng chế bom. Chương trình tổng khởi nghĩa cách ít ngày sau đã được Bộ Chỉ huy tối cao chấp thuận. Việc tổng khởi nghĩa chỉ còn là vấn đề thời gian. Xúc tiến công cuộc tổng khởi nghĩa, Nguyễn Thái Học rất lấy làm lo ngại vì chưa tìm được đồng chí nào có đủ khả năng để phụ trách tổ chức binh đoàn của đảng ở tỉnh Yên Bái, một yếu điểm quân sự ở miền Thượng Du. Sau một hồi suy nghĩ, Sư Trạch đề nghị nên trao trọng trách ấy cho nữ đồng chí Nguyễn Thị Giang, có Đỗ Thị Tâm và Nguyễn Thị Bắc trợ lực chắc chắn sẽ thành công. Quả thực vậy, vượt qua bao thử thách và bao gian nguy trở ngại, cô Giang đã thành công rực rỡ trong sứ mạng mà đảng đã giao phó. Cô Giang đã làm việc không biết mệt. Sư Trạch xin tự đảm nhận việc tuyên truyền ở các sư môn, đạo hữu để ủng hộ đảng về cả mặt tinh thần lẫn vật chất, đồng thời xin chịu trách nhiệm huấn luyện các đồng chí về kiếm thuật để áp dụng cấp thời và công cuộc tổng khởi nghĩa. Ngoài ra, Sư Trạch còn lãnh nhiệm vụ bảo vệ tính mạng cho lãnh tụ Nguyễn Thái Học. Ngoài Sư Trạch còn xuất hiện một số nhân tài mới, tài ba xuất chúng, Ký Con, Lương Ngọc Tốn, Trịnh Văn Yên. Sau khi hội nghị giải tán, còn lại ba lãnh tụ Nguyễn Thái Học, Nguyễn Khắc Nhu và Võ Đức Chính. Nguyễn Thái Học đưa ra ý kiến là không nên để cho các đồng chí quân nhân biết trước vội, chưa thể hoạt động bởi tính tình họ dễ bồng bột và cũng dễ nguội lạnh. Nhất là đồng chí Phạm Thành Dương chỉ nên trao phó trách nhiệm tổ chức quân sự ở một khu Hà Nội mà thôi. Tuyệt đối không thể để cho được biết đảng còn có những binh đoàn khác ở những nơi nào. Phải tuyệt đối đề phòng khi mưu cơ của chúng ta bị lộ hoặc có kẻ mưu phản đảng sẽ không liên hệ đến các binh đoàn khác. Biến cố quan trọng. Vụ thứ nhất xảy ra vào ngày 30 tháng 10 năm 1929 tại nhà Lương Văn Trạm ở làng Mỹ Điền thuộc tỉnh Bắc Giang, bỗng phát lên tiếng nổ vang trời dậy đất. Tiếng nổ ấy từ một gian buồng kính phát ra là một bức tường đổ, mái nhà bị lật tung. Lương Văn Trạm từ ngoài vội vàng chạy vào thì thấy ba đồng chí coi việc chế bom thịt xương bị dập nát, mặt mũi xám đen xì, máu me tràn ròa. Cả ba không nói thành tiếng, liền được giật cả lên tấm phản, vội vàng nhặt nhạnh quần áo nát cùng giấy tờ đem thiêu hủy cho phi tang. Phút chốc, bọn hương lý cùng tuần phu ung ung kéo tới bắt trói Lương Văn Trạm. Khám xét trong phòng, người ta thấy một số dây đồng, mảnh thủy tinh, mạc gan cùng các hóa chất còn lung tung bừa bãi, và lạ nhất là dưới đất còn có hơn 40 cái lỗ tròn họ cho là những lỗ để đút bom. Lương Văn Trạm bị giải lên sở mật thám, bị tra tấn rất tàn nhẫn mà vẫn không sao biết được tên ba người hy sinh vì nghĩa vụ cao cả ấy là những ai. Anh ruột của Trạm là chánh hội Mỹ Điền lập tức được trắc bắt nhưng đã trốn thoát, chuẩn bị tổng khởi nghĩa. Phạm Công Tạo, Trần Ngọc Liên, Vũ Văn Dương, Đỗ Đức Hoạt, Cả Cai, Khóa Yển là những người thường hay lui tới nhà Lương Văn Trạm đều bị bắt cả. Sự thật, họ đều là đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng. Họ tích cực chế tạo bom, tuyên truyền kết nạp thêm, võ trang đồng chí, đánh tráo lấy địa đồ quân sự đều nằm trong túi Khóa Yển, một vai trọng yếu trong tỉnh đảng bộ, tỉnh Bắc Giang, bị giam cầm cho mãi tới sau khi hội đồng đề hình giải tán. Dù này mới đưa ra xét xử trước tòa án đệ nhị cấp tỉnh Bắc Giang. Ngày 20 tháng 11, chính quyền thực dân Pháp khám phá được 130 trái bom chôn giấu tại làng Phao Tân. Ngày 23 tháng 12 khám phá được 150 trái bom tại làng Nội Viên. Ngày 26 tháng 12 khám phá được 250 trái bom ở Thái Hà ấp. Ngày 10 tháng Giêng năm 1930 khám phá được nhiều chum sành chứa truyền đơn cách mạng ở Lục Nam Bắc Giang, kêu gọi dân chúng và binh sĩ cùng đứng lên làm cuộc cách mạng giải phóng. Bởi bắt được số truyền đơn này,
nên sở mật thám đã báo động tất cả giới hữu quyền và đặt họ phải đề phòng chống lại một phong trào bạo động có thể xảy ra. Những biện pháp canh phòng được áp dụng một cách nghiêm ngặt và khẩn cấp. Đến ngày 20 tháng Giêng, chính quyền thực dân lại khám phá bắt được xưởng chế tạo đao kiếm và tiếp tục những ngày sau còn khám phá được nhiều trái bom được chế tạo tại nhà tổng hội ở làng Kha Lâm, Kiến An và các làng khác. Sau những vụ khám phá trên, tờ báo Volonté Indochinoa ở Hà Nội viết những trái bom đó có lẽ là do mấy người lính An Nam qua Pháp hồi trước đã từng ra chiến trận và đã từng làm việc trong các kho thuốc súng, nay về nước bắt chước mà làm và xét những trái bom giống như đạn hạt lựu grenade dùng trong khi Đức Pháp chiến tranh mới rồi. Sự thật những trái bom của Việt Nam Quốc Dân Đảng mà chính quyền thực dân đã khám phá được là do một thanh niên đảng viên là Trịnh Văn Yên chế tạo ra. Tóm lại, từ cuối tháng 10 năm 1929 đến tháng Giêng năm 1930, chính quyền thực dân Pháp đã khám phá được trước sau là 70 nơi chứa bom, đao, kiếm, trường đơn, cờ, quân phục của Việt Nam Quốc Dân Đảng. Nguyễn Thái Học, Nguyễn Khắc Nhu, Phó Đức Chính bị bắt hụt. Ngày 7 tháng 12 năm 1929 có hai kẻ đến mật báo cho sở mật thám biết nơi ở của Nguyễn Thái Học, Nguyễn Khắc Nhu và Phó Đức Chính hiện ở nhà Lý Cả, làng Võng La, Tổng Hạ Bì, huyện Thanh Thủy, Phú Thọ. Từ Linh Quang Thầy, Phạm Thành Dương, tức Đội Dương, hướng dẫn một tên mật thám mặc trá hình đeo loan cấp hạ sĩ quan nhà binh đi kèm bắt Nguyễn Thái Học, nhưng Đội Dương không rõ địa thế làng Võng La, Giáo Phú cho đội trưởng Dương hay. Võng La là một làng cách mạng, ngày đêm quanh làng có người canh gác, chỉ có lối ra bờ sông là không có. Vậy, khi bắt nên theo lối ấy mà vào. Theo lời Giáo Phú, Đội Dương đi lối bờ sông vào, quả nhiên anh em không kịp đề phòng, vào báo trước. Sáng ngày 8 tháng 12 năm 1929, theo chân đội phương, Rine, thanh tra mật thám cũng cầm đầu một toán mật thám bổ dây xung quanh làng Võng La, trừ mặt sông. Vào nhà, Nguyễn Tiến, tức Lý Cả, Phạm Thanh Dương có vẻ không được tự nhiên như mọi lần gặp gỡ trước. Đội Dương giới thiệu với bao Học, Nhu Chính. Đây là một đồng chí trong ban tham mưu cách mạng quân đi theo là để bảo vệ cho tham mưu trưởng. Xét thấy thái độ và cử chỉ của Phạm Thanh Dương có vẻ khả nghi, Phó Đức Chính liền bấm Nguyễn Thái Học lui vào phía nhà sau, khuyên nên đề phòng. Khi trở ra phòng ngoài, trên bàn án thư có đặt khai trà, Đội Dương cùng người tùy tùng ngồi một bên, bảo ông Học, Nhu Chính cùng ngồi một bên, mời nhau uống trà và hỏi thăm tin tức. Nhưng chốc lát lại thấy Đội Dương ngó đồng hồ đeo tay, mà bàn tay lại thấy run rẩy, hình như có sự ước hẹn cùng ai. Phút chốc Đội Dương liền đứng phắt dậy, thò tay vào túi quần, tên tùy tùng cũng đứng dậy theo. Nhanh như chớp, Sứ Nhu có hai bàn chân đập mạnh vào án thư, rồi ù té chạy. Nguyễn Thái Học cùng Phó Đức Chính cũng tiếp tục chạy mỗi người một ngã. Bị té nhào một cách bất ngờ, chúng vội vàng đứng dậy, hai bàn tay run run chĩa súng bắn theo Nguyễn Thái Học và Phó Đức Chính. Và Chính ngã vật xuống đất, nằm giả đò chết thật. Đội Dương và tên tùy tùng bỏ đó, một tay cầm súng, một tay dắt xe đạp, vội rượt theo Sứ Nhu. Thừa dịp Nguyễn Thái Học cùng Phó Đức Chính tức thì trở dậy, tẩu thoát. Phó Đức Chính bị đạn xuyên ngang phần dưới vú, lặn vào thịt, không sao lấy ra được, trở thành một cái tật, sờ vào thấy lục cục. Được các đồng chí cấp tốc đem giấu kín trong kẹt một đống rơm. Nguyễn Thái Học không bị một vết thương nào, vội vàng vượt qua hàng rào từ nhà này sang nhà khác, chạy thoát ra được ngoài đồng theo lối tắt. Một lão nông đương dập đất thấy Thái Học chạy tới, vội trút cái áo tơi lá đương khoác trao cho Thái Học và chụp lên đầu ông chiếc nón lá và trao luôn chiếc vồ đập đất. Còn ông già thì vơ vét điếu cày ra ngoài đầu bờ ruộng vừa hút thuốc canh chừng cho Nguyễn Thái Học. Nguyễn Thái Học vừa đập đất một hồi rồi vác vồ lùi dần khỏi địa phận làng Võng La, tìm đến nhà một đồng chí ở làng kế cận cải trang, rút lui dần về miền xuôi làng Mỹ Xã Hải Dương. Nguyễn Khắc Du vượt hàng rào rút lui ra lối bờ sông, tại một bến bí mật có thuyền chờ sẵn đưa đi thoát. Nghe tiếng súng nổ, những đồng chí canh gác ở ngoài liền chạy vào tiếp cứu. Đội Dương e ngại mất mạng, không dám sụt sào đuổi theo nữa, chỉ còn biết thủ thế đợi đồng bọn thám tử mai phục ở ngoài nghe hiệu kéo vào.
Và tới đầu làng, chúng bắt gặp người trong làng vác cày vác cuốc rầu, coi như không có việc gì đã xảy ra ở trong làng cả. Bọn mật thám chia nhau, một mặt bắt người làng phải tập hợp cả lại để chúng nhận diện từng người, một mặt chúng sụt vào từng gia đình lục soát. Kết quả bọn mật thám đã không tìm thấy ba ông Học, Nhu, Chính, đành bắt gia đình Lý Cả, Lý Hai và cụ Bá Hộ thân sinh ra hai ông trên đưa về sở mật thám Hà Nội để điều tra ít ngày, rồi chuyển lên giam ở Đề Lao, tỉnh Phú Thọ. Kể đến ngày 23 tháng 12 năm 1929, Ủy ban quân chính của đảng ở địa phương Hải Phòng cũng bị mật thám đến vây bắt giữa lúc đang hội họp thi hành bản án Phạm Thành Dương. Trước khi diệt giặc ngoài, cần phải diệt hết giặc trong, ấy là cả hai cha con Phạm Thành Dương, tức Đội Dương. Dương là con trai Viên Giả Học, Phạm Huy Du. Lúc thiếu thời, Phạm Thành Dương là học sinh trường Bưởi, sau khi tốt nghiệp thi vào trường thuốc École de Médecine. Theo học đến năm thứ hai thì bỏ dở, Sam Yen Chan Ai Lao được bổ sung làm thư ký ở tòa khâm sứ. Tính ham chơi cờ bạc nên đeo cầu mắc nợ, Phạm Thành Dương bỏ việc trốn về Hà Nội. Tại Hà Nội, Dương xin đăng lính sở tàu bay ở Bạch Mai và nhân có học lực khá, Dương được cử theo học lớp hạ sĩ quan ở chùa Thông, Sơn Tây. Đầu năm 1928, do một giảng viên là giáo phú giới thiệu, Nguyễn Thái Học đích thân đến đồn binh chùa Thông tuyên truyền và kết nạp Phạm Thành Dương vào Việt Nam Quốc Dân Đảng. Đầu năm 1929, Phạm Thành Dương mãn khóa được đổi về tổng sự tại phi trường Bạch Mai. Mai được chính thức công nhận là một đảng viên thực thụ và được tổng bộ cử giữ chức trưởng ban binh vụ thay thế cho một đảng viên mới bị hội đồng điều hành bắt giam là viên đội Trần Văn Mòn. Giữ chức trưởng ban binh vụ, Phạm Thành Dương đã tuyên truyền và kết nạp được rất nhiều quân nhân đồng chí, tỏ ra một đảng viên rất nhiệt thành, xứng đáng. Đến cuối năm 1929, Đội Dương bắt đầu thay đổi chí hướng. Thoạt đầu Dương bí mật báo sở mật thám đến vây khám cơ quan chế bơm của đảng ở số nhà 7 bis Vĩnh Hồ. Rất may những người có phận sự ở nơi đó đã trốn thoát được cả. Tiếp theo, Đội Dương dẫn mật thám đến đào ngược ở Gò Điện Khí, ấp Thái Hà, tìm thấy 700 trái bom do đảng chôn giấu để dùng trong trường hợp tấn công phi trường Bạch Mai. Ngày 8 tháng 12, Đội Dương dẫn một toán mật thám lên vây làng Võng La để bắt Nguyễn Thái Học, Nguyễn Khắc Nhu và Võ Đức Chính. Bị bắt, bị thất bại ở Võng La, quay về Hà Nội, Đội Dương tố cáo như binh sĩ trong các chi bộ binh đoàn của đảng ở Hà Nội, khiến một số bị tù, một số bị lột lon, đổi đi các đồn binh hẻo lánh. Y lại còn tố cáo với chính quyền thực dân là Việt Nam Quốc Dân Đảng đương sửa soạn ráo riết cuộc tổng khởi nghĩa, nhưng chưa được biết rõ đảng ấy ấn định cuộc khởi nghĩa vào ngày tháng nào. Theo báo cáo của ban đặc vụ Việt Nam Quốc Dân Đảng, thì nguyên nhân việc Phạm Thành Dương tạo phản là do Phạm Huy Du được biết người con trai yêu quý của ông Phạm Thành Dương là một đảng viên trọng yếu của Việt Nam Quốc Dân Đảng. Ông liền tìm đến Lionel là giám đốc các trường tiểu học Pháp Việt, tỏ nỗi lo âu. Cách ba ngày sau, giáo Du được mời đến sở mật thám, Agnew dọa khéo nhà giáo về khuyên nhủ con phải bỏ Việt Nam Quốc Dân Đảng mà theo về với chánh phủ Bảo Hộ. Giáo Du về nhà khuyên con, dọa Đội Dương nếu không tuân lời thì ông sẽ nói với Tây bỏ tù và sẽ đưa ra Côn Đảo. Đội Dương còn ngần ngừ chưa quyết định thái độ. Cách vài ngày sau, Phạm Huy Du và Phạm Thành Dương được giấy mời lên phủ tòa quyền. Pasquier long trọng trao tặng cho Phạm Huy Du chiếc mê đai tím, tước hàm Hồng Lô Tự Thiếu Khanh, còn Phạm Thành Dương được đặc lĩnh một ngân khoản ngoại phí mỗi tháng là 1.000 đồng. Sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ, Nguyễn Thái Học quyết định đưa cả hai cha con Phạm Thành Dương ra xử trước tòa án cách mạng tối cao của đảng vào ngày 20 tháng Giêng năm 1930. Tòa án cách mạng được tổ chức tại làng Yên Quyết thuộc khu Ô Cầu Giấy, ngoại thành Hà Nội, do Nguyễn Khắc Nhu ngồi ghế chánh án, chiếu tội trạng quyết định xử tử cha con Phạm Huy Du. Khi ám sát đoàn được lệnh thi hành bản án, ký con trao trách nhiệm việc giết Phạm Huy Du, tức giáo Du, cho Nguyễn Văn Nho. Việc giết Phạm Thành Dương do Nguyễn Xuân Huân, Nho và Huân hân hoan nhận lãnh nhiệm vụ, hai anh theo dõi điều tra đường lối cũng như giờ giấc đi về của cha con giáo Nhu. Theo kế hoạch định thì cùng một lúc sẽ giết cả hai cha con tên phản đảng, nên Nho và Huân không hành sự ở nơi rất thuận tiện, phố Gia Ngư,
nơi nhà vợ lẽ của giáo du mà hàng ngày khi đi dạy học từ trường Hàm Long về, y thường ghé qua. Căn nhà chính của y là ở ngõ Hồng Phúc, Phạm Thành Dương cùng ở chung với cha. Nguyễn Văn Nho năm ấy mới 17 tuổi, Nho xung phong lãnh nhiệm vụ. Khi coi e rằng Nguyễn Văn Nho còn ít tuổi thiếu kinh nghiệm nên cử Nguyễn Xuân Huân, một tay thiện xạ trợ lực, nhưng với tinh thần tôn trọng kỷ luật của đảng, tiêu diệt kẻ phản bội, Nho đã thành công trong sứ mạng. Hôm ấy là ngày 22 tháng Giêng năm 1930, giờ hồi 12 giờ trưa, trong khi phố xá còn đông đúc người qua lại, từ các công tư sở, các trường học, xe cộ tấp nập trên các nẻo đường thành phố và mọi gia đình đang chuẩn bị dùng bữa, thì tại ngõ Hồng Phúc, sau phố Hàng Đậu, bỗng phát ra hai tiếng nổ xen lẫn với các tiếng nổ khác của máy mô tô, ô tô qua lại. Hôm ấy là ngày 22 tháng Giêng năm 1930. Xe nổ lốp, có người cãi lại: pháo đùng đấy, Tết đến rồi mà. Ít ai nghĩ đến tiếng súng lục vì đã từ lâu khu phố này vẫn yên ổn. Trong khi đó, tại nhà số 34 ngõ Hồng Phúc có tiếng gõ cửa dồn dập. Từ trong nhà, một cô gái trạc 17-18 tuổi ra mở cửa, thấy hai thanh niên Nho và Huân đang chăm chú nhìn vào trong nhà. Cô gái liền hỏi: các ông hỏi gì ạ? Cụ ông bị cảm, thầy Đội Dương có nhà không hả cô? Anh tôi đi Bạch Mai không có nhà. Anh nói cậu tôi bị cảm ở đâu? Cụ nằm gục trên vỉa hè kia kìa. Cô vào gọi người nhà ra khiêng cụ về xoa dầu cho cụ nhá. Liền đó hai thanh niên đảo cẳng lẫn trong người đám qua lại, mất dạng. Đây là một vụ ám sát. Người đội mật thám ở khu đó biết trước nhất liền đi gọi dây nói, báo cho sở mật thám hay. Từ trên xe, cẩm mật thám, Newsol và nhân viên sở căn cước vội vàng nhảy xuống làm phận sự điều tra. Theo cuộc khám nghiệm thì nạn nhân chết bởi hai viên đạn cỡ 6 ly 35, một viên đi từ phía sườn bên mặt làm trúng gan, chạm đầu tim phía dưới xuyên qua lưng trái, một viên làm gãy xương đùi bên phải và còn vướng ở đấy. Nhà cầm quyền Pháp ra lệnh truy tầm thủ phạm ráo riết vì thừa biết đây là một vụ án vì lý do chính trị. Các người tình nghi đều bị bắt, tất cả bút tích trong hồ sơ của các chính trị phạm đều được đem ra giảo nghiệm với những nét chữ viết bằng mực tím trên mảnh giấy tìm thấy bên cạnh tử thi để tìm từ dạng. Theo lời khai của nhân chứng, quan trọng thứ nhất là anh phu xe kéo ông giáo du khai trước nhà đương cuộc thì vụ án ấy xảy ra như sau. Khi anh kéo chủ anh là giáo du từ trường về gần đến nhà thì thấy hai thanh niên đã chờ sẵn ở đấy. Một người thâm thấp, nhỏ nhắn, trắng trẻo chặn xe lại nói: thưa thầy, cho phép con thưa một việc ạ. Chú anh liền ra hiệu cho anh ngừng xe rồi bước xuống vỉa hè bảo anh: dắt xe về, để tôi đi bộ mấy bước thôi. Thanh niên vừa giơ một tờ giấy vừa nói: có bức thư trình thầy ạ. Chú anh giơ tay cầm mảnh giấy dở ra xem thì liền đó có tiếng nổ và chú anh ngã vật xuống. Anh sợ quá bỏ xe chạy trốn về nhà một bà cô của anh ở bãi Phúc Xá. Cho mãi đến sau ngày tổng khởi nghĩa bị thất bại, Nguyễn Văn Nho bị bắt. Campuzon hỏi: ai dạy anh bắn súng? Tôi tự học lấy, Nho thản nhiên trả lời. Người cùng đi với là ai? Chúng tôi không hề quen biết, chúng tôi chỉ nhận nhau bằng ám hiệu. Ai ra lệnh? Đảng quy, vì khi nhập đảng, Phạm Thành Dương đã thề nếu phản bội sẽ chịu tử hình. Vậy thì bất cứ người đảng viên nào cũng phải có hành động như đảng đã quy định. Nguyễn Thế Học, có chủ tọa tòa án cách mạng không? Tôi làm sao mà biết được? Pujol liền rút ở ngăn kéo bằng giấy ra một mảnh giấy viết bằng mực tím đã tìm thấy ở cạnh thi hài giáo du, giơ cho Nho coi và hỏi: ai giao bản án này cho anh? Một người bí mật. Và dưới đây là nguyên văn bản án xử tử cha con Phạm Thành Dương. Nước mất nở ngồi yên, đạo trời đâu có thế. Cha con giáo du đã phụ lời thề, can tâm làm tay sai cho giáo pháp, tiết lộ bí mật của đảng, phản bội đồng chí, phải chịu tử hình trước đảng, trước tất cả quốc dân, tòa án cách mạng Việt Nam Quốc dân đảng. Còn Phạm Thành Dương từ ngày ra mặt công khai phản đảng luôn luôn ẩn mình trong sở mật thám, thậm chí đến khi cha y bị giết chết, y cũng không dám trở về nhà để đi đưa đám. Nguyễn Xuân Hương theo dõi, mãi đến ngày 30 tháng 5 năm 1930 mới hạ thủ được Phạm Thành Dương tại phố Cửa Đông, Hà Nội. Đội Dương bị đạn xuyên qua lưng, đứt tới một khúc ruột, nhưng y còn khỏe lắm. Vùng dậy rút súng bắn theo, viên đạn vô tình lại bắn trúng vào đùi một xa phu.
Vào nằm điều trị tại bệnh viện, Phạm Thành Dương được chính quyền Mẫu Quốc phá một viên khoan cai trị vào gắn cho một tấm huy chương và được phi cơ chở qua Mẫu Quốc chữa khỏi. Được sống thêm 15 năm, đến cuối năm 1945, Phạm Thành Dương đã bị cách mạng quân giết chết tại đồn điền của y tại tỉnh Phú Thọ. Hội nghị lịch sử tại Võng La và bị sát. Vì tình thế mỗi ngày mỗi bất lợi cho đảng, lãnh tụ Nguyễn Thế Học cấp tốc từ Kinh Bắc trở lên Phú Thọ, triệu tập họp khẩn cấp cho ngày 26 tháng Giêng năm 1930 tại làng Võng La. Mặc dù Nguyễn Thế Học, Xứ Nhu và Phó Đức Chính đã bị Đội Dương phản bội mưu bắt hụt tại làng Võng La này, nhưng nhờ địa thế cũng như vấn đề nhân sự, việc tổ chức đại biểu đảng vẫn rất thuận lợi, có bảo đảm. Dự đại hội khoảng 20 người, nhưng hầu hết đại biểu ở miền Trung Du. Khi Nguyễn Thế Học từ ngoài tiến vào, các đại biểu mới an toàn, không khí phòng họp trở nên im lặng, trang nghiêm. Nguyễn Thế Học cất tiếng: "Thưa các đồng chí, chúng ta làm cách mạng bằng sắc máu, bao giờ cũng phải lấy lực lượng quân đội là phần chủ lực. Nay Phạm Thành Dương đã tạo phản, phần chủ lực đã bị sức mẻ rồi. Phần khác, số khí giới dự trữ cũng bị địch khám phá được rất nhiều. Nếu nay chúng ta không hành động ngay, thế tức số võ trang đồng chí và số võ khí còn lại cũng sẽ bị địch làm tan vỡ hết. Đến khi ấy, chỉ còn lại một số ít bom xoàng, giáo nhục. Với những đội tiện y ô hợp thì liệu chúng ta có thể chiến đấu với những đạo quân có tổ chức và được huấn luyện kỹ càng cùng khí giới tinh nhuệ được không? Người ta bảo cần phải đứng trước ở chỗ không thua, nhưng chúng ta chỉ đứng trước ở chỗ thua mất rồi. Thế nhưng liệu chúng ta hãy hoãn để tổ chức lại rồi mới đánh có được không? Tôi tin rằng không thể được. Cuộc đời là cả một canh bạc. Gặp canh bạc đen, người ta có thể thua sạch hết cả vốn. Gặp thời thế không chịu mình, đảng chúng ta có thể tiêu hao hết lực lượng. Một khi lòng sợ sệt đã xen vào trong đầu óc quần chúng, khiến họ hết hăng hái, hết tin tưởng, thì phong trào cách mạng có thể nguội lạnh như đám tro tàn, rồi của sẽ không tiếp, người sẽ bị bắt lận, vô tình đã xô đẩy anh em vào cái chết lạnh lùng mòn mỏi ở các nơi phòng ngục trại giam, âu là chết đi, để lại cái gương hy sinh phấn đấu cho người sau nối bước. Chúng ta không thành công thì thành nhân, có gì mà ngần ngại? Trần Hải đứng lên tiếp lời: "Chúng ta có cả ngàn chi bộ dân sự, 4-500 chi bộ nhà binh cùng ủng hộ của đồng bào, lực lượng chúng ta không đến nỗi yếu kém. Chúng ta đã đứng vào cái thế cưỡi cọp, không thể lùi bước được nữa. Tôi đề nghị đảng ra lệnh tổng khởi nghĩa." Nguyễn Thế Học đưa cặp mắt nhìn qua một vòng rồi nói: "Vậy chúng ta hãy biểu quyết xem có tán thành tổng khởi nghĩa ngay chưa? Tán thành thì xin giơ tay." Không một ai ngần ngừ, mọi người đều giơ tay tán thành. Qua giây phút im lặng, Nguyễn Thế Học hướng về từng người nhận xét rồi phân công: "Hương Hóa Lâm Thao, do đồng chí Sư Nhu đảm trách dưới quyền có các đồng chí đảng viên học sinh đoàn và binh đoàn Khố Xanh. Phú Thọ do đồng chí Nguyễn Văn Tội tức Đồ Thúy, Phạm Nhận tức Đồ Điếc, Lê Xuân Huy và Bùi Xuân Mai đảm trách chỉ huy các đồng chí đảng viên thuộc năm phủ huyện trong tỉnh và binh đoàn Khố Xanh. Yên Bái do đồng chí Thanh Giang và Nguyễn Nhật Thân hiệp cùng các đồng chí đảng viên địa phương, các đồng chí binh đoàn Khố Đỏ do Quảng Cần phụ trách. Ngoài ra còn có đồng chí Nguyễn Thế Nghiệp sẽ đem quân từ Vân Nam về tiếp viện." Để các đồng chí khỏi thắc mắc, Nguyễn Thế Học nói tiếp: "Còn một số đồng chí vắng mặt hôm nay vì lý do đặc biệt sẽ được phân công những nơi khác để tổng khởi nghĩa cùng ngài, rồi ra lệnh giải tán, sau khi cho biết thêm là sẽ có lệnh về ngài chờ tổng khởi nghĩa." Sau hội nghị Võng La, Nguyễn Thế Học liền trở xuống làng Mỹ Xá thuộc phủ Nam Sách, tỉnh Hải Dương triệu tập hội nghị khẩn cấp. Cũng như hội nghị Võng La, các đại biểu đều đồng ý là phải tổng động viên làm cuộc tổng khởi nghĩa ngay, dù chết thâm danh còn hơn âm thầm để rồi chịu tan rã. Nguyễn Thế Học quyết định phân công: "Sơn Tây do đồng chí Phó Đức Chính đảm trách, họp với các đồng chí đảng viên và binh đoàn Đồn Tông. Hải Dương đồng chí Trần Quang Diệu đảm trách. Hải Phòng Kiến An do các đồng chí Vũ Văn Giảng, Nguyễn Văn Chấn và Phạm Văn Tinh lãnh nhiệm vụ phát khởi cuộc khởi nghĩa Kiến An và Hải Phòng. Bắc Ninh Đáp Cầu Phá Lại do đồng chí Nguyễn Thế Học đảm trách, chỉ huy các đồng chí địa phương họp với các đồng chí binh đoàn Bắc Ninh Đáp Cầu và Phá Lại. Còn Hà Nội, xét về lực lượng đảng từ đội yếu vì sự tạo phản của Phạm Thành Dương nên được giao cho ký con chỉ huy đoàn quân Cẩm Tử làm công tác
nghi binh để cầm chân quân Pháp và thức tỉnh đồng bào, e có sự trở ngại cho cuộc tổng khởi nghĩa. Nguyễn Thái Học và Nguyễn Khắc Nhu bí mật ra lệnh cho Ký Con phải thủ tiêu Lê Hữu Cảnh, Cai Hồng phải thủ tiêu Nguyễn Đôn Lâm, những phần tử chủ trương chống đối cuộc tổng khởi nghĩa. Kết cục, Nguyễn Đôn Lâm đã bị Cai Hồng bắn một phát súng lục vào sau bả vai ở Hải Phòng, nhưng Nguyễn Đôn Lâm đã im lặng tìm bạn chữa khỏi, còn Lê Hữu Cảnh thì Ký Con không nỡ hạ thủ. Mặc dù có sự xô xát nội bộ, nhưng cả Lâm và Cảnh đã nêu một tâm hồn cao cả, chỉ biết đại nghĩa là trọng, không một ai tỏ ý thù hằn oán trách. Họ với một lòng phụng sự đảng. Chương trình trang sử Việt Nam Quốc dân đảng đến đây tạm kết thúc. Xin đón nhận ý kiến xây dựng của quý vị đồng hương để chương trình được hữu ích và phong phú hơn. Xin tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào giờ này tuần sau. Trân trọng kính chào quý đồng hương, quý bà con cô bác, với lời cầu chúc luôn may mắn, an lành và thành đạt trong cuộc sống. Chiến sĩ can trường cùng một lòng quyết chiến quân thù, thật hào hùng hồi chuông Yên Bái vang xa muôn trùng. Cờ đại nghĩa tung bay trên núi cao sông dài, vì tổ quốc lâm nguy riêng xa chi. Khi tiếc anh hùng dòng ngạc hồng đứng trước quân thù, chẳng ngày ngùng ngày tan Yên Bái nương non. Lòng ta sung sướng, chi ta nhẹ nhàng. Máu hồng Việt Quốc đã thắm quê hương, Việt Nam vạn tuế màu vàng pha trường. Không thành công thì cũng thành nhân, chống quân thù bảo quân an dân. Không thành công. Chiến sĩ can trường cùng một lòng quyết chiến quân thù, thật hào hùng hồi chuông Yên Bái vang xa muôn trùng. Cờ đại nghĩa tung bay trên núi cao sông dài, vì tổ quốc lâm nguy riêng xa chi. Khi tiếc anh hùng dòng ngạc hồng đứng trước quân thù, chẳng ngày ngùng ngày tan Yên Bái nương non. Chết vì tổ quốc, cái chết vinh quang. Lòng ta sung sướng, chi ta